này thì bên kia người ta thì đi đánh bắt mà rất là rầm rộ ấy, tức là ngư dân ta làm việc ấy, nhưng mà tại sao bên này thì họ lại để hết thuyền mà trông thuyền rất là tồi tàn ấy, không sử dụng được nữa. Mà bên này có phải là bên giáo họ Văn Thai đúng không? Bên đây là đủ giáo họ Văn Thai rồi, nhưng mà cả cô là ở xã khác sang đây cho nên họ bán. Tôi thấy người dân ở đây bảo là họ bán tàu đi, bên này họ bán tàu đi, họ chống đối. Và đây là cái cầu mà tàu cũ đây, chứ mà đây tàu cũ đi đi năng lực nữa chứ còn sửa chưa biết được chứ. Không nên là không đi đánh bắt rồi này mũi chuyên đấy. Đấm móng không nên là cái chỗ vu cáo lên là môi trường bị ô nhiễm rồi mà. Thế nhưng mà hôm nay đấy cá rồi tôi vừa quay được đấy, và cá lên rất là tươi ngon. Tại Việt Vi Sân đúng là mở cái chương trình Việt Vi Sân đúng rồi rồi à, thế nhất. Cô biết Việt Vi Sân à? Việt Vi Sân mà Việt mà à, Việt sao, cái sao tổ chức Việt à? Vi Sân mở nữa ra mà cô là chuyên mở cái chương trình nhất xem video ở trên xem trên video và mở chương trình chống phân đồng xong có chương trình Việt Vi Sân là cô cả một đàn cá nhỉ. Bắt một cái này thì chắc là ôm nữa đúng không? Mà bắt một đi cả nửa tháng rồi hay là cả tuần liền đấy. Nhiều nó có màu trắng luôn này. Đây là cá vừa mới có tàu vừa đầu tiên. Biển Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Đấy. À, trong cái thời buổi như thế này, trong những buổi và linh mục Nguyễn Thị Tục đã lên mạng để rêu rao và tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam và tố cáo đất nước là hiện nay là môi trường biển đã bị ô nhiễm. Trên thực tế tôi đang đứng ở cảng cá của bà con xã Sơn Hải. Đấy. Hiện nay bà con đi xã Sơn Hải đi biển trung bình là 15 ngày là bà con trở về với sản lượng cá rất là cao và mức thu nhập bình quân của bà con là khoảng độ 7 triệu trong 15 ngày. Đấy. Giữa bên này chúng tôi đang bên này của bên giáo họ Văn Thai, giáo họ Văn Thai thì một bên là bên công giáo Văn Thai mà một bên của bên nương dân. Thì tất cả các tàu của bên nương dân của chúng ta đấy thì hiện nay là tàu cá đang cập bến. Thì được sản lượng cá rất là nhiều và bà con rất là vui vẻ. Đấy. Thì quay lại sang bên kia chúng ta thấy đấy là cái cảng cá của bên cái đồng bào công giáo của bên Văn Thai. Họ toàn có những con tàu mà tàu hỏng, tàu cũ không đủ mà sức để vươn ra lên ngư trường để mà đánh bắt. Họ lôi vào đấy để họ quay phim, họ chụp ảnh, họ tố cáo nhà nước chúng ta, chúng ta chung người. Vậy bà con chúng ta phải xem là cái cảng cá của bà con xã Sơn Hải. Cùng một bên này là Văn Thai, một bên là công giáo. Vâng, xin chào khán thính giả. Đây là cái cảnh tấp nập của bà con xã Sơn Hải của bên Văn Thai, bên kia là bên giáo họ Văn Thai, bên này là bên Vinh. Đấy, tinh thần bà con rất là vui vẻ đã thu hoạch cá từ ở biển về. Đấy, hôm nay cá là rất nhiều. Xin cảm ơn chị. Chị cho biết là hiện nay là vâng đấy những gương mặt tươi roi rói và những cái mùa thu hoạch là rất là sản lượng cá rất là nhiều đấy. Cho nên bà con thấy được những cái cảnh mà giữa bên nương và bên giáo thì chúng ta xem là bên nào cũng là con người cả thôi. Thu nhập của chị làm mỗi một tháng là bốc bắp thuê này được bao nhiêu tiền? Được có hơn triệu, được tham có hơn triệu rồi bác ạ. À, hơn triệu đô à? Không, hơn triệu đô. Không, hơn triệu đô. Xin thuê ạ. Làm đấy và các bác cho với tụi đi làm hay không có? Đây là của mình.
thì bên kia có con tàu kia, đằng xó kia, bên mình thì bà con tất là phía này. Rồi, các bạn cứ nói này, cứ nói của mình. Xin được xin mời chị. Vâng, được xin, được xin. Thôi, nhưng mà có cái bọn em đang từ sáng nên nó lại đây, nói rung. Tôi để nó đi bác bảo đấy. Và nói mà sao mà đi bác bảo thì có người hạ nhà nước họ hiểu mà họ đâu có thì họ mình cứ đi thôi. Đây ạ, không đúng rồi, thì mình phải biết rằng là.